đưa cam visit liền. Ở đâu ở ngoài Bắc kìa, nó còn đón cách mấy chục cây số cơ. Đi chùa Hương, chùa gì nữa? Thành phố Cần Thơ, sáng bình minh. Này ta đi thăm vườn trái cây chín hồng. Trong này có vườn ổi, vườn xoài, vườn sâm chôm, dâu da. Này, chín hồng, miền Tây. Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rất nhiều trái cây và khu giải trí. Chín hồng. Tầm khu miệt vườn miền Tây, vườn trái cây đồ, có cái tivi cổ rất là đẹp, mà thứ rất là cổ kính nông thôn. Tiệm may nhà xưa, tấm vải lụa đậm chất, đậm chất áo bà ba, đậm chất miền Tây, chiếc thuyền ba lá. Bếp chum ché, bộ kính, đèn dầu. Đúng là sông nước miệt vườn. Đi và ngồi đây đi dạo quanh khu vườn bằng con thuyền cũng được, rất là tuyệt. Đây là bàn uống trà đậm chất miệt vườn. Đây là bến quê. Ổi trái cây chôm chôm quá trời luôn. Bên này chắc vườn người khác rồi. Đây có hàng rào ngăn cách. Đây họ tưới là có một con thuyền đi dọc con đây tưới phun lên thôi, tự động không cần phải người tưới nữa. Trong vườn đây là chúng ta thăm vườn dâu chơi sai từ gốc đến ngọn. Không ra được. Tí quay lại ạ. Đây là vườn dâu da. Sơ hở vườn cây nào cái đó sai chiếu quả.
này chuyên để phục vụ cho khách đến mùa là phục vụ cho khách vô tham quan ăn trái cây, vẽ vô nếu mà hàm nhà ăn vừa hái thì khoảng 100.000 một người. Cây nào cây đấy sai chiếu quả luôn. Những dây ngon quá, ăn uống thoải mái, không có sức ăn thôi. Chơi sai lủng lẳng từ gốc đến ngọn. Đúng là vựa trái cây nổi tiếng có khác. Nhận nhiều quá trái. Trái vàng rộm cây. Ngon ngắt rồi. Đồ đang xe xa lắm. Xe ngon ơi là ngon. Đây họ múc hai bên đắp đất lên để trồng cây. Hàng cây biệt vườn bên cạnh cũng rất là nhiều trái ổi. Máy bơm rất là nhỏ gọn. Hầu như là các chủ vườn liên kết với nhau, ông này trồng ổi, ông kia trồng chôm chôm, ông thì trồng sầu riêng, các chủ liên kết với nhau. Ví dụ mình mua vé mua thăm bên này trái bên này thì mình sang bên vườn bên kia mình xem, nó cũng vườn cây ăn trái giống như là mọi vùng miền quê thôi. Như ở đây cái là đặc vườn cây thì miền Tây thì về ươm giống cây trái rất là tốt. Đây là chanh dây này, có tiếng đối với miền Tây là vựa trái cây. Khu vực tham quan vé 50k. Mít sai ghê, trái nhỏ nhỏ, cây nhỏ nhưng mà rất sai. Tận dụng đắp đất lên hai bên khoảng 4 mét đất để trồng
là trái rau da này, sa chĩu quả, đã quá. Thử một quả xem thế nào. Chua ngọt thanh, nhân ngon. Xin đừng hái trái. Cái là sai quả luôn. Mày mới chị muốn chết. Rồi anh em giao cho người đẹp đó nha anh. Dạ. Em vô ạ. Người đẹp miệt vườn. Vườn mình còn rộng đúng không em? Tới đây nữa. À, qua bên này nữa hả? Bây giờ mình sẽ qua vườn dâu. Đây là cái cầu để dạy thì đạp xe đi qua này. Đây chiếc xe đạp huyền thoại. Cái cầu này đã chứng kiến biết bao nhiêu người đạp xe qua đây để rơi. Nói chung là tạo được tiếng cười cho khách du lịch tham quan. Đây là lối ra vườn dâu này. Bên này thì chúng ta đi vườn dâu. Nếu ta đi bên này thì là qua vườn ổi. Vườn ổi. Nhưng mà thôi, ta đi qua vườn dâu đi. Dâu da đấy. Rồi. Dâu tây đây, cái hộp này đâu trồng dâu tây được, dâu tây bị lạnh lạnh. Đâu, gọi dâu tây. Đây là dâu da. À, dâu da chứ nhỉ. Còn mình ở trên Tây Nguyên mình là có cái loại dâu da nhưng vỏ nó xanh lè, nhưng ăn trong cái đó là dâu xanh. Đó. Dạ, dâu xanh ngọt hơn dâu này nữa nè.